Giúp ai sao chị? Đó, anh uống nước rửa mặt cái đó cô chú này. Đây. Anh ta đem theo ai, tiền bỏ vô túi rồi. Đây. Đây. Đi. Dẫn tụi em đi vòng vòng chợ coi mới gài khám phá được cái gì ở đây rồi. Có gì hay hay không? Đó. Bây giờ là chịu đi nghe cô chú anh chị. Để coi cái anh đi đâu. Để coi thế. Anh đi đâu, anh coi anh đi mua nước hay gì. Tính đi làm gì đây? Đó. Bây giờ đi tiếp tục nữa này cô chú anh chị. Bây giờ chắc mình đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu ta? Chắc này ngủ thấy ngủ hết trơn nghe. Đi vô chợ kiếm cái gì đây nè? Đi vô chợ kiếm gì trong đây nè cô chú anh chị? Coi đây, anh kiếm gì đây? Đó, thấy chưa? Ông kiếm cơm hả chị? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Anh chắc đi kiếm cơm hay gì hay là sao ta? Đâu để cho anh đi ra, anh đi. Ngủ ở đây hả? Vậy là anh tính tối nay vào đây ngủ hay gì đó? Ngủ ở đâu? Không coi chắc là anh nghỉ đây. Anh đòi mua cái quần, cái áo mới. Mới đồ áo mới. Chắc là chọn được cái chỗ này đang tối nay vô ngủ đúng không? Ngủ ở đâu anh? Chắc chưa anh có vô đây ngủ đây ông. Vậy là nơi đây nơi đi chơi. Đây ngồi phải rồi, ngồi đây phải rồi nè. Sạp đây nè, được ngồi đây nè, đó. Anh mời tôi ngồi nè. Mà ở đây là được nổi sao anh chịu nổi? Ở đây là được hơn ở ngoài kia đó. Ở đây chơi với ai? Thường thường á. Anh không biết luôn. Ở đây nóng quá, mình đi chỗ khác đi anh. Nóng. Đây. Cô biết tiếng nói chuyện với anh được không dạ cô? Đâu? Đi cô dẫn vào má nè. Dạ. Thằng ra tôi cho ha. Mẹ đâu? Anh đi đi đặng hả? Đi về lấy đồ. Đây ha, má nuôi. Cái bot Campuchia. Ở bên Tambon là thành phố lớn nhất của Campuchia. Diệu à? Diệu ơi. Nó nói ở đâu? Ở đâu chị? Xí hả? Ủa rồi ảnh đi đâu rồi? Ảnh đi đâu anh? Anh về ngoài à? Anh nghỉ à? Chú đợi hai ba người là nó chạy rồi, nó ngồi đây. Ngồi đây không là sáng cho ăn rồi. Ăn cơm rồi, uống trà nước. Cho mừng ngàn chạy mua chai nước để uống nữa. Sáng cái là lại đây cái là đợi cô. Dạ chơi này coi cô mua bán rồi không lát cái xin. Ngồi đó không có gì đâu. Ngồi đó không có tay đưa chỉ đầu gì lắm nè. Cô thấy có những cái kỹ chỉ nào mà mình phát hiện ra là ảnh ở đâu không cô? Không sao, cô biết ổng người dân tộc mà đó, nhưng mà đều nó ở Cambodia gì đó. Đó ở Giáp Nam Nguyên gì đó. Tambon là thành phố lớn của Campuchia đúng không? Tambon chứ không phải là Tambon. Tambon, Nam Bên. Việt mà.
gì bên bên gì đó, năm bên, năm bên. Chú nói chứ miền á, rồi hỏi tôi hỏi nè, con có vợ con gì chưa? Chết đi rồi bỏ. Chưa. Cũng cũng chưa, chưa có vợ con. Con nói chuyện với mấy anh đi. Nói nhỏ nhẹ thì nó nói. Dạ. Nói chuyện với mấy anh đi, con ở đâu? Anh cho mấy anh đưa con về quê để khổ lắm. Dạ. Cái nó nói chứ miền rồi mình sao biết. Ừ. Nãy tụi con có quay ảnh ở ngoài thì ảnh cũng có lúc thì nói tiếng Việt một câu hai câu mà nói không có rõ. Nói tiếng Việt chứ, cô là cơm. À, chắc... nói đói bụng nó nói gì con một đi. Một hai câu thông thường quá, chắc nói được vài câu thôi. Rồi nó nói tôi á, nó con muốn viên lại hỏi chú, hỏi nó. Dạ. Nó nói là tôi là mẹ đó, mẹ. Cái nó hỏi mẹ làm nghề gì? Cái nói mẹ bắt heo. Mẹ bắt heo ở ngoài đường nói tiếng Miên nha. Mẹ bán thịt heo. Ừ, ngoài đường nói tiếng dân tộc tiếng Miên á. Cô nó nói lại nói gì là mẹ của nó đó. À. Dạ. Biết hết trơn á. Biết là biết hết trơn. Cũng lỡ chưa mấy gì hung. Lại đây ở cũng có trên 2 tháng rồi mà có nổi cơn lần. Dạ. Nổi cơn sao con? Đứng ngồi dưới đất. Ngồi xếp bằng dưới đất á. Ừ. Rồi cái gì dục đứng dậy chạy lên giật cái phát ra là dục nó cả. Cái tay này nó thoi vô cái bàn thờ xe mà bể chảy máu chứ mà không đau nó nhút 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 gì thôi. Vậy đó hả? Ừ. Rồi hồi cái nó dịu xuống hết. Ừ. Cũng đôi khi thì chắc ảnh không được bình thường đó, là ảnh nắng quá đó. Mà ta là điên mà đâu có bình thường được chút. Dạ. Nó điên mà, nhưng mà đều ăn uống rất là kỳ, phải có đũa ăn chứ bốc thuốc như mấy ông điên kia. Dạ. Cũng như mà là... khi ông mới lại đây nó không ăn bún, tôi mua bún nó ăn, nó bỏ nó ăn. Dạ. Rồi sao đói nó mới ăn bún. Người ta nói từ người Campuchia là không ăn bún. Dạ. Ăn bún là lúc mà nó tù mà đem cái ăn bún là chết. Nghe nói gì cái mắt không? Cô cũng có biết đâu. Tình gái ông sợ đó. Vậy là có một lần là ảnh lên cơn vậy thôi. Lên cơn là dữ dằn luôn không? Dữ dằn nữa. Trời ơi, bảy cái ký mua 3-4 ký. Dạ. Trời ơi, còn 7 ký luôn. Trời ơi, 7 cái ký nhà người ta. Nhưng mà lùi cô phải nghe nói thôi. Cô nói con này nó không biết sao đi nói người ta qua anh công nghiệp nghe. Không biết có người ta nói thấy nó thiệt mà. Thấy nó trời. Nói chung mình cũng chưa chắc cố là cô, trời. Cô đi vô nhà rồi chiều cô vô rồi đâu có biết. Dạ. Rồi người ta có thền gì không cô? Biết gì đâu thền. Người ta kêu người á, kêu mấy ông dân quân đồ đây là chở đi bỏ. Vậy đó hả? Ừ, tội nghiệp cái mấy ổng hâm. Ta hâm đó. Hâm cũng biết sợ chứ nằm đây nè. Chắc cái ổng đây qua đây nằm ngủ nè. Ngủ ở đây xong luôn đó. Hôm trước cái ớt thì cái đầu nó dài, cái này móng tay nó gì nè, bây giờ cắt hết trơn rồi. Dạ. Như cái đợt mà anh quậy, anh chọi chìa khóa lên nóc nhà, đánh xe rồi là ngoài ra anh còn có làm gì không? Không có làm gì hết, cô ở đây bình thường. Nó ngồi, tôi thấy nó tại rắc lên trên, cô dẹp dao hết trơn rồi. Dạ. Nó ngồi trước mặt dưới đất, nó ngồi đây nè. Mình có biết tao lên trên sao? Dạ. Cô dẹp dao hết trơn, nó đứng chị làm lẹ, nó chạy ra xe, giật chìa khóa, giật nóc nhà. Bắt đầu cái tay này nó thoi vô xe mà máu vút chảy gì nè, không đau, nhút gì thôi à. Vậy là coi như là đấm vô bể chiếc xe hết hả? Nó thoi vô mặt bàn thờ bể. Dạ. Yeah. Bể đủ nổi rồi đâm vô tay nó ra máu. Người ta thấy ảnh vậy người ta cũng đâu có thành đâu hả? Đâu quánh hai mẹ. Trời ơi, quýnh hả? Thôi về quánh hả? Bởi vì có khi bị quýnh gì anh sợ thấy mình lại anh chạy trốn hả? Không phải. Bây giờ bận đồ công an lại đây là nó chạy gì? Vậy đó hả? Sợ công an? Sợ, nó nói cái gì vậy? Công an là cái tiếng Miên nó nói cái gì đó. Dạ. Cái người ta dịch ra mình nghe là nó nói công an. Vậy đó. Công an ở bên đó người ta gọi là police. Rồi police á. Ờ police. Rồi vậy đó. Là con biết là ảnh nói cái từ police ra hả con? Ổng nói ơi, police. Rồi vậy là ảnh là không phải là người Thái, không phải Campuchia luôn hả? Police là ở bên Mã Lai. Mã Lai. Mã Lai ta gọi là có nhiều lúc chú tình lại á, con nhỏ này nhỏ dịu nãy nói tiếng Miên đó. Dạ. Hỏi nó thì nó ở Campon không gì đó. Tại vì cái tiếng Mã Lai, tiếng Thái, tiếng Campuchia là nó tương giống nhau. Nhưng mà nó khác cái từ mình không biết sao, chỉ cái người dân ta mới biết là người mà ta hiểu cái ngôn ngữ đó thôi. Dạ. Rồi con cảm ơn con ha. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn con rất là nhiều. Mình không biết nghe đâu. Vậy đó hả? Rồi có lấy cái đồ đạc gì ăn không? Mấy cái đồ này ăn được nè. Xin. Xin hả? Xin hả? Xin rồi chị cho không chị? Chắp tay sao chị? Chắp tay sao chị? Thì ổng lại như mà mấy ông thầy chuồng hay giơ tay lên lại vậy đó.
Cái nước của nó là sao? Như là thấy thầy chùa. Cái nước của nó mình đâu có biết nói chuyện với nó đâu. Cũng như tới sau khi mà nó ảnh muốn cái là ảnh chấp tay. Cô ơi, cô hôm nay cô thấy cái này kỳ lạ không? Bây giờ đó chị coi quá trời luôn rồi. Coi clip của mấy cưng quay ở đây nè. Nhưng mà chị có biết khi coi với khi gặp ảnh ở đây là chị có biết thể biết ảnh là biết nói tiếng Việt hay là biết có mình thông nói tin tiếng Miên thì được, mà Miên của mình thì Miên ăn ở Campuchia thì không nói chị được. Chị quay ghé qua đó chị nói vài tiếng thôi ảnh đi. Không biết nói đâu. Chị là người dân tộc hay sao? Thì người dân tộc đó. Nhưng mà mình nói không có hợp hay sao? Không có hợp không biết nghe. Phải đâu, ảnh không có chuyện phải không? Lấy thấy quay trên truyền hình nó không nói chuyện. Nhưng mà chị có gặp ảnh ở ngoài lần nào chưa? Chưa gặp hả? Trong truyền hình thôi. Vậy đó hả? Tính đâu là gặp rồi nói vài câu không chừng không hiểu đó. Nãy mới đây nè. Gì đó hả? Thằng này có một kẻ nè. Tại vì tụi em không có biết cái tiếng dân tộc. Này ký nhiêu con? Kẻ mà. Thằng này cỡ hai mấy à? Nhiêu? Hai mấy hả? Cỡ hai mấy tuổi vậy độ cái mặt nó. Dạ, nghe cô kia nói cỡ bốn mấy. Thằng đó đó hả? Nhà anh đó có nhiêu tuổi chị? Thấy chung truyền hình thấy trẻ quá vậy? Trời ơi, bà hỏi trẻ tóc dài nó hết cho con nữa. Vậy đó hả? Dài vậy nè, dẫn cái hết tóc nữa đó. Vậy đó hả? Ai dẫn chị? Mấy cái xin anh cho tiền đi hết ăn đâu chị, ăn đâu đâu. Vậy đó. Trời. Cho không? Phụ nữ hết mấy triệu à. Bữa hổm là chị có lấy tóc ra đo với tóc ảnh, tóc ai dài hơn không? Có không chị? Dạ. Câu dài sọc đi đó. Cái này bị mắc mưa quá. Râu là men đó chị. Men lì đó. Đây gì nè? Râu là men đó. Đàn ông đến bự á. Bây giờ nó trốn ở đâu rồi thằng đó? Chị có thể nhờ chị ra nói vài câu nữa. Anh có nói gì giờ? Tiết lộ nha. Tâu na là gì chị? Đúng như mình hỏi. Cái gì? Ký thử con. Coi thử ảnh có tiết lộ manh mối gì để mình đọc lên để những người nhà biết được đến đón ảnh từ ngày bánh. Đâu rồi, chị nói đây. Sát bên đây nè. Có biết. Đâu rồi, chị ra chị nào ấy. Biết nói tiếng gì cho nó nghe hiểu đâu. Dạ. Mình đang người chị. Rồi chị em nhờ chị ra ngoài nói thử là hiểu không? Mình thử mới biết chứ. Gửi gì lấy luôn không chị ơi? Như nó thôi ký được không? Rồi bây giờ nhờ chị ra ngoài nói giùm được không? Chị không biết nói thôi. Nói tiếng miền của nó cái món này con lấy 20 ngàn gì nữa không? Đang bức xúc về cái câu chuyện của anh. Nó không có ra cho mình ấy không hiểu. Ở bản kia. Nó không có dám đi đâu trên thằng này. Không, bữa nay hồi nãy anh nói chuyện với tụi em nhiều lắm mà em không hiểu. Chắc chị có thể hiểu á. Mong rằng mọi người nào có người dân tộc đang nói chuyện hiểu không con? Ra ngoài đi. Chị chờ chị ra ngoài nói dùm vài câu thử ảnh có tiết lộ manh mối gì không? Không dám lắm. Mất cỡ hả? Nam tắm hả? Dạ. Nhưng mà không hiểu được cái tiếng nói của ổng thôi. Không đâu, không hiểu đâu. Bởi vì ổng lại đây thì thấy cũng tội nghiệp lắm, người cô bác người ta cũng là cho này kia ăn không có hết, nhưng mà ổng ăn rồi là cho thêm mà ổng ăn đâu ngang, ổng lấy đâu. Dạ. Cho rồi là ăn rồi là không. Coi như là ăn đúng cái phần đó rồi. Đúng rồi. Có một cái là ghiền phốt hoài. Phốt hoài. Nhưng mà cô có biết ảnh là người dân tộc Thái hay là cái đó làm như là Campuchia không? Campuchia gì à, nói tiếng tiếng Chắc. Chứ không phải như người dân tộc mình ở đây. Dạ. Dân tộc mình ở đây nói ra thì sao cũng hiểu vậy. Dạ. Chỉ về Sáu hồi đó Sáu sống người dân tộc ở bên địa phương á, nói mình nghe cũng hiểu, còn cái chú này nói ra cái tiếng tiếng ngắt là mình mới hiểu. Thường ngày anh nói chuyện nhiều không con? Không đâu, lừ đâu có nói chuyện nữa. Yeah. Anh nói nào cho nay đi là ở đây là từ hồi trong Tết tới giờ chắc cũng cỡ 2 tháng mấy rồi mà không phá gì hoài. Vẫn bình thường vậy thôi. Cũng như là đi vòng hồi chẳng dạ ai cho quà còn quay ông mãi nữa. Bây giờ ra ngoài cái thùng đó. Dạ. Còn ảnh muốn cái gì thì ảnh xin ảnh xin hay là không, sao? Không xin luôn. Dạ. Tự mình cho chứ người ta không xin. Không xin không gì luôn. Cũng không tự động lấy không? Có tự động lấy không? Không bóc luôn. Cho rồi ở đâu lại? Cho rồi cái không. Chứ không có xin đâu, nói nào cho ngay đi. Cũng được lắm rồi ngày qua. Chú Hùng nữa đó. Dạ. Cũng là xui gia với cháu tôi.
lại đi hỏi chị Sáu đi chứ cái người đó đâu rồi. Cái tôi hỏi chú Hùng kiếm ổng chi, nói ha em đi mua chấm cái mền với cái mùng. Dạ. Thì có mua cái mền với cái mùng cho ông ấy. Dạ. Bây giờ ở đây nè tôi chỉ không? Cho. Dạ. Chú tôi đi chỉ cho. Dạ dạ. Tối nay thì ông phải đó ra có khi buồn thì đi vô đây. Tức là dạ. Cô hay cho đồ ăn, đồ là quen là bây giờ không chạy đâu ha. Dám lấy ăn. Vậy gì tôi cho hoài rồi giờ không dám lấy. Sao với cô? Hả? Có khi nào gặp cô chạy không? Chứ gặp không đâu, con không chạy đâu, đúng nói chuyện vậy mà điều đông quá. Có khi nào gặp cô chạy không cô? Không. Sao vậy cô? Thôi mình đi diễn qua đây luôn. Như mình tự nhiên mình nói chuyện không có chạy. Vậy ha. Dạ. Đi ngày mấy ngày nay quay quá trời, người ta sợ. Dạ. Đi ra ngoài đó rồi, không anh. Đi hả? Không, hồi nãy mới vô trong đây nè. Để cô biết ở đâu cô biết ở đâu cô chỉ tụi con coi, tụi con mới xuất xa lại từ Gạch Giá không à. Dạ. Không dám lại dân cái mùng cho chắc cái mùng đó đó, đó mùng mất chát mà đem đi. Dạ. Đâu à, xé ra để vậy hả cô? Không có xé mà ở ra cái mùng để đó đó ngồi đó đó đó. Đâu rồi cô lại cô trò chuyện thứ gì cô nói chuyện ảnh có biết nói chuyện đâu thì cho đồ ăn đúng không? Tôi đâu có biết nói tiếng Miên đâu. Đó hồi nãy trước kia là quen là ảnh có nói vài câu tiếng Việt với con. Thôi uống xì tin hả? Cái mùng đây dân ngủ ở đâu rồi? Dạ. Cái mùng đâu? Tại sao không dân ngủ mà đi mua phơi? Còn cái mền đâu? Mình kia cả mền mới đâu? Cái mền mới ở trong cái bọc đó đâu? Cái mền mới rồi đựng ở trong cái bọc đó rồi đâu rồi. Ủa xe này có ai? Chắc là nhanh. Có cái mền mới rồi, cái mền mới đựng trong cái bọc này nè. Cái mền mới đựng ở trong cái bọc như vậy nè. Rồi sách đi đâm đâu rồi. Đem đi cho ai vậy ông? Không, mới chát luôn. Mới chát. Bị gì thằng cháu tôi. Đâu đâu cô lại đó cô lục thứ coi có không? Không, anh giấu ở đâu rồi? Ở cái bữa đó đem vô trong. Cái quay mà thấy nó chiến đi. Hai cô có cô nào biết nói tiếng dân tộc không? Trời tôi người Việt Nam. Việt Nam luôn hả cô? Trời tôi gốc người Việt Nam. Nói đâu rồi? Nhớ lại coi cái mệt thứ này nè. Mình để trong cái bọc nè. Má là bà nào biết không? Bà hai con. Má kêu anh vô chổng mà bán thịt heo kìa. Mua cho cái giỏng nữa. Má con được cái giỏng đâu? Bụng nghe. Ôi bán bụng. Cái giỏng này mấy con mất tiêu cái giỏng. Mỗi lần có cái giỏng ăn đây gian đưa nè. Cái giỏng của ảnh là ai cũng lấy nè. Có cái mền mới cũng ảnh bỏ đâu hay gì vậy? Cái bỏ đâu không nhớ gì vậy? Cái giỏng với cái vô đi vô má lấy cái mền cái mền đi. Mền. Vô má lấy cái mền thứ này nè. Cái mền này bỏ đi. Cái mền này người ta cho cái mền mới nữa nè. Một bộ à. Một bộ à. Quần áo bộ hổm vô đây coi quần áo đâu. Chú nói kìa, thì anh nói chuyện nhiều rồi chị cô ơi. Chú là sẵn lên, là một bò, là sẵn lá vậy. Bỏ cái mền đâu, bỏ trong má, vô má lấy, má kêu vô chẳng lấy mền kìa. Dạ. Chị dẫn đi vô má. Đi. Đi chị dẫn em vô má lấy mền. Má bắt thịt heo đó. Cái bà má bắt thịt heo đó. Chỗ cái sạp kinh doanh giỏng đó. Đi. Má kêu vô chổng lấy cái mền. Còn khi nào giờ sáng mang vô chổng quậy bị má la. Không sao lưng nè. Không có đâu sáng giờ chưa lại má đâu. Dễ gì. Dạ. Ở đây nói chuyện đi hồi. Chụp cái anh vô. Có đâu. Mấy cậu này hỏi cưng ở đâu. Sạ sư. Đừng đưa cưng về má chứ không có làm gì cưng đâu. Dạ. Rồi người ta cho tiền đồ cưng ăn chứ không có nên làm gì cưng đâu. Nói đi. Cưng ở đâu. Ở chỗ nào? Dạ. Quê cưng ở đâu? Bây giờ lấy viết được cưng viết ngang. Dạ. Ừ đúng rồi, chịu rồi đó. Có gì viết không? Không. Kìa bé đi vô lấy cái viết chứ mà cái miếng giấy của Nam. Dạ. Rồi đó. Có khi nào ông viết được tiếng Việt không trời? Thì ông viết tiếng Miên rồi mà. Tiếng nào? Bữa người ta đã dệt giá. Gì hả? Chứ bây giờ sao giờ? Biết đâu viết được cái địa chỉ à im à. Biết được cái địa chỉ cái đã. Hiền lắm, thế thầu lắm. Nếu mà hồi đó anh có đi học là anh viết được. Có học không? Có, không có. Có, có.
Ừ có ông. À. Ừ để đi lấy gì. À, để coi ông. Ờ đó, ông có giấy có viết lên đây nè. Đó. Ừ đúng rồi, có hàng có. Rồi. Hay à, nói tới cái đó là ông biết ông thích ra đó. Đó, có giấy viết đó. Có viết luôn đó. Ừ. Rồi anh viết cái gì đó? Nè viết coi. Viết đi. Viết tên của anh vô cái giấy cho tôi em đọc. Cái tên mình tên gì viết vô đây đi. Trung Nắm hả? Trung Giang. Trường Giang hả? Dạ. Nhưng mà viết cái tên của anh. Trường Giang. Giang. Rồi bao nhiêu tuổi? Mình đại ca. Mình đại ca. Ông một bố. Không nhớ. Dạ. Anh viết cái tuổi của mình lên cái giấy hoặc là cái tên được không? Viết cái tuổi ra. Viết đi. Đấy. Để nè, để đây nè. Rồi viết đi. Nhớ là viết đi. Viết tên địa chỉ đâu của mình. Viết đi. Anh nó cho chiếc xe này nằm ngủ nè. Nhưng mà anh cũng có giấy có viết rồi cũng hay chứ. Viết đi. Ờ mình nói rồi có giấy viết rồi là bắt đầu là ảnh rồi. Em làm giấy viết, viết ra liền. Ê cái giấy có mực luôn nè, viết đi. Nha. Viết đi. Anh viết thông tin dưới tên của anh xem. Viết tên cưng cái tên gì, viết vô đây rồi cưng bao nhiêu tuổi, cưng viết vô đây cho mấy anh biết chứ không có làm gì em đâu. Đúng rồi. Em viết đi nè. Viết đi, viết tên em á. Em tên gì rồi em viết vô đây nè. Rồi bao nhiêu tuổi em viết cho đi. Thôi giờ em nhiêu tuổi em đưa ngón tay đi. Em đưa tay gì bao nhiêu ngón tay là bao nhiêu tuổi không biết luôn. Như tuổi em 20 tuổi thì em đưa giày. Em đưa giày nữa thì 20 mà đưa thêm nữa là 30. Em ghi đi, em nói đi. Em viết đi. Không nói em phải có người danh mặt với ông đó. Không biết rồi, bữa nay nói nhiều rồi đó. Bữa nay phải có người biết tiếng dân tộc anh nói. Đâu viết đi, viết đi. Đâu bé viết thử miếng nè. Sắp lá bó. Này tỉnh lời đó cô chú anh chị. Anh kêu anh tính viết cái gì á. Anh viết được tên của mình vô cái tờ giấy không? Anh viết tên của mình không? Bà ngoại thấy tách vô trong nhà của bà hai rồi. Đúng ra anh cũng hầu như có muốn đầy đủ luôn chứ mình nói tới cái nói viết cái là ông biết liền ông chạy lại mình lụm có viết có giấy không để tôi nói cho mấy cái theo tôi độ là cái ông này là chắc đi theo mấy cái người mà chích thuốc á rồi kêu người ta kêu làm không làm rồi ta quýnh cho nên bây giờ chắc mất trí nhớ thấy đông quá là sợ dữ lắm theo mình độ vậy thôi cũng như đeo theo mấy cái bọn đàn anh đó. Nó kêu làm rồi không làm hiền quá không dám làm cho nên nó quýnh không làm thì nó quýnh cho nên bây giờ là sợ mất trí nhớ chứ không có gì chứ không phải cái người này không phải là khùng đâu nha. Nhìn thấy ảnh thì mình thấy không có đúng nhận rồi, định giờ không phải là không giống đâu. Như mấy cái người mà hôm đó ở đây cũng có ngâm khùng đồ mình để vậy cứ lấy ăn vậy ha. Cái chú này là được chứ lắm luôn. Mình cái ông kia thì đi về tới ông ấy lại. Đúng rồi, thấy đúng cũng tội nghiệp. Là không thể nào hiểu được. Mình thấy cũng tội nghiệp nhưng mà mình không biết hoàn cảnh quê hương anh em cha mẹ người ta đâu. Mà chị nói rồi em suy nghĩ đi. Một bầy con á, cha mẹ mình đẻ ra cỡ 10 đứa, 9 đứa thì cũng phải lãnh đạo đứa. Dạ. Chị có nói là vậy em hỏi cha mẹ mình đấy. Cũng phải có đứa em như vậy đó. Rồi đi bơ vơ mình không được biết đường mình tìm. Mà bây giờ dễ biết nè. Đăng lên mạng rồi này chưa dễ biết chứ còn hồi đó không biết rồi. Hy vọng là khi đăng lên mạng mà clip của anh phát tán nhiều thì ở bên gia đình tôi có người bác rồi. Nè mà năm nay ổng là cũng bảy ngoài rồi ổng tên mắt bạn mà ổng toàn là ổng vô chùa không à bữa hôm đó là cách nay cũng một năm mấy rồi dòng họ tôi đi tới 10 chiếc xe kiếm ổng mà biết ổng nói đó mà nhưng mà nói là ổng lấy mặt ổng che là ổng không có cho nhìn mà ổng không chịu gì luôn mà ổng đi ổng có phá gì ai đâu nghe ở trong chùa ăn đồ là trong chùa nuôi rồi quần áo là bận toàn áo tu không à
hiền dữ lắm mà kêu về nhà không gì à. Yeah. Rồi bác tôi ông chùa trì ở chợ Trung An á, vậy là kêu ông về hoài mà ông không có gì. Kiểu đó là ông chú đó bị hành căn đó con, phải đi hoài thì nào hết đó căng bị vậy. Ông bà tôi á là làm thầy không? Dạ đúng rồi đó, nên ổng vậy đó. Khi nào xong đến ngày gặp được cái thầy dạy cho tu là hết à? Không, anh ổng tu mà kêu ổng về để mà tụng cho ổng mà ổng không chịu, ổng đi chùa khác không à. Bằng đêm thấy ngủ đây thấy tội lắm nè, mà tôi cũng tính lợi dân vùng mà tôi sợ. Dạ. Tôi tính quay chiếc xe lại cái đầu này vô đây mà kêu mấy đứa nó quay lại điện văn nó mùng cho ổng, thấy ngủ tội lắm. Chiều chặn dạng á là vô chỗ cái bộ dạng hồi nãy đó ngồi chơi. Dạ. Trong con hổm ngủ 3 đêm. Ngủ 3 đêm đó. Ngủ 3 đêm ở đó. Dạ. Ngủ thì... nhưng mà có cái mền. Rồi y ta để cái áo ta nằm rồi cái mền ta đắp lên, lực thì ta cẩu ra. Dạ. Rồi bây giờ có cái mùng mà thấy không văng mà sao cứ thấy phơi hoài. Phơi phơi chỗ đó. Trời bố hổm tóc dữ lắm kìa, con thỉ nghe này nó cho nó vô nó tóc cho rồi đó. Dạ. Ừ. Bây giờ chú hỏi ổng đi, kêu ổng dẫn vô má rồi hỏi cái mền. Dạ. Ổng có cái mền má. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Rồi. Đây, con cho anh nghỉ đi. Con cho anh nghỉ đi. Rồi. Đẹp trai. Chú ơi, chú ơi, chú biết tiếng dân tộc không? Không. Đọc like nghe tôi chụp xấu cái chị. Ở đâu làm ở đây hả? Ừ, ở đây nè. Thì anh ở đây ngủ trên giường này hả? Ừ, anh ngủ trên chiếc xe này nè. Ông ấy chạy xe lại hả? Không, xe của ai á? Anh cứ tối lên đây ngủ thôi. À. Nước lên anh. Bữa nay cười hoài, giấu hoài, ngại. Có cái gì vui lắm cười hoài nè. Nước lên. Không đưa qua đây chụp xấu lắm chị quá. Dạ không có ai. Quay đây nè, quay đây cười nè. Mắc cỡ có bị bê đê không ba? Có bị bê đê mắc cỡ quá vậy? Ở đây lâu chưa? Biết lâu đâu chưa? Nghe nói là đâu 2 3 tháng. Quay đây nè, quay đây nè. Cái này là 2 bạn. Lấy tay xuống, là ngước lên. Nhìn vô đây ta like đâu? Để chụp hình coi. Đồng nghiệp hả? Dạ. Đâu? Được anh ơi, quay qua đây nè.